Rose and Carter trực thăng cùng với lại những cánh hoa hồng. Với sức mạnh của hoa hồng bên phải và những cọng dây gai, ngoài việc tấn công để tạo ra những cánh hoa, nó có khả năng sử dụng những chiếc dây gai quấn cơ thể tạo thành một cọng dây xích với những chiếc gai sắc nhọn tấn công cái hộ phạm vi tầm trung và trói chặt chúng. Phần helicopter được thiết kế khá tiện dụng với đôi cánh trực thăng ở phía sau giúp anh bay lượn thoải mái và tấn công cái hộ bằng sợi dây gai từ hoa hồng. Ngoài ra, chiếc cánh trực thăng này tháo rời ra để chuyển hóa thành một thanh gươm. Điều bất cập là nó cầm trực tiếp cánh trực thăng để chém cái hù. Khả năng của phim này chỉ thiên về cận chiến với yếu tầm trung, cũng không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt có lẽ sẽ đến từ đoạn finish của nó. Ban đầu đoạn finish này được thiết kế khá cơ bản khi Bill lao vào bằng helicopter và ra hàng loạt cú roi không kích. Nhưng khi được kết hợp ngưng nhuyễn thì nó sẽ tạo ra một cánh quạt bao phủ bằng một lớp gai từ hoa hồng để cán ngang qua kẻ thù, tạo nên sức công phá cực kỳ khủng khiếp.